Và như vậy hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì cầu thủ SC22 bảo vệ phía tay phải màn hình của bạn. Để tiện theo dõi, mình xin giới thiệu đội ra sân của hai đội trong trận đấu. Các cầu thủ SC22 đang quyết định tầm cao cực kỳ khó chịu. Cơ hội dành cho đội SC34 đây rồi. Cơ hội không được. Dứt điểm ngay, không vào. Đó là bàn ra chân của Nguyễn Tuấn Thành. Tài ơi. Rất nguy hiểm. Và để bóng chạm tay rồi. Bóng vẫn còn. Điều rất hay, coi. Không được. Và dứt điểm sai địa chỉ. Đó là pha dứt điểm đá phạt dành cho thủ SC34. Rất hay, coi. Không được. Pha ra chân bóng đi lên rồi của Trung Đức Bắc. Công nghệ Ngọc Minh rất nguy hiểm đây, cơ hội dành cho thủ SC34 không vào. Một vòng pressing tầm cao và xin chưa nữa thôi thì các thủ SC2 phải trả giá. Đó là pha dọt chân của Tuấn Thành rất nguy hiểm. Cơ hội tiếp theo dành cho đủ SC34 vẫn không vào. Đó là chân của Lực Anh Tuấn, vẫn là Ngọc Minh rất hay. Phản công dành cho các thủ SC34 qua người rồi, không được, không có lỗi rồi. Trọng tài cho rằng không có lỗi của các thủ SC22. Bóng vẫn tiếp tục. Ngọc Minh không được. Phạt góc dành cho các thủ SC22. Vừa rồi là pha bỏ lỡ. Chúng ta sẽ làm quen với lối chơi này của các thủ SC22 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Pha xử lý rất mạo hiểm của công nghệ. Bóng tiếp tục trả vào mặt sân của cầu thủ SC34. Bóng vẫn còn. Cơ hội không vào. Xin lỗi quý vị, đó là Minh Hiếu. Trung Nam không được. Đó là ba tạt chân của Trung Nam. Một pha tham gia tấn công của anh ơi, số 1 thay cho ai ạ? Cơ hội. Đó đường chuyền vào trong của Quốc Vượng. Qua đáng tiếc. Chúng ta hãy chờ xem quả đá phạt này của Quốc Vượng. Quốc Vượng. Đá phạt rất nhanh, rất nguy hiểm cơ bao. Tập trung. Minh Hiếu. Cơ hội. Vẫn còn. Một công dành cho cầu thủ SC34. Người ghi bàn đó là anh Tuấn, cầu thủ mang áo số 15. Một pha tấn công hiệu quả của SC34. Rất là nguy hiểm.
pha chơi tập trung của Minh Hiếu. Cơ hội dành cho cầu thủ SC Butter đây thôi, cơ hội không được. Một pha xẻ lăng, một pha xẻ lưng với Đức Anh. Rời sân. Bởi vì SC bất tử một cơ hội. Đóng đi, cơ hội đâu rồi? Không vào. Đó là bà ra chân cổ thủ mới tung vào sân thành người Duy Mạnh. Đức Anh, vẫn là Đức Anh. Bóng này cắt ngang khung thành của SC22. Mã Văn Tuấn, Đức Tuyển, Ngọc Minh, rất là nguy hiểm không vào. Sự tấn công của các đội SC2 đang càng ngày bóng ngắn, triển khai bóng tiếp vào sân nhà. Nhưng rõ ràng chúng ta SC2 cần một thời gian nhất định. Bóng vẫn còn. Đấy, không vào. Một pha ra chân của Trung Hiếu. Đây của các thủ SC22. Đức Tuyển. Đấy, đấy. Con em, con em. Thay người tài ơi. Không phải, đó là xử lý của Trung Hiếu. Sau Tuấn. Dứt điểm ngay. Hai công dành cho các thủ SC Bạc Tử. Người ghi bàn đó là Di Mạnh. 20 ra. 2-0 dành cho các thủ SC Bạc Tử. Một pha bóng mà Di Mạnh rất đơn giản đệm bóng vào lưới mà thôi. Trọng tài hôm nay là quá ok rồi. Đức Anh ơi, anh người à. Em ơi, thay người nhá. Bên phía SC Bạc Tư sẽ đổi người, Đức Anh rời sân. Người vào sân đó là Minh Tuấn. Nhưng trước khi thay người, chúng ta sẽ thực hiện quả phạt góc bên phía SC22. Vẫn không vào. Rất đáng tiếc dành cho các thủ SC22. Và như vậy thì trận đấu đã kết thúc. Kết thúc trận đấu, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về các đội SC Bạc Tư.